Chào mừng các em đến với chương trình 1001 câu đố. Các em sẵn sàng giải câu đố chưa nào? Chúng ta bắt đầu nhé. Câu đố 1, bình thường em đọc là U. Khi em quay ngược U ra chữ gì? Bình thường em đọc là U. Khi em quay ngược U ra chữ gì? Chữ N ạ. Đúng rồi, đó là chữ N. Các em giỏi lắm. Câu đố 2, một nét thẳng đứng nghiêm chào, trên thêm dấu chấm, là chữ gì các em? Một nét thẳng đứng nghiêm chào, trên thêm dấu chấm, là chữ gì các em? Chữ Y ạ. Đúng rồi, đó là chữ Y. Câu đố 3, nét tròn em đọc chữ O, khuyết đi một nửa sẽ cho chữ gì? Nét tròn em đọc chữ O, khuyết đi một nửa sẽ cho chữ gì? Chữ cờ ạ. Đúng rồi các em, đó là chữ cờ. Câu đố 4, sừng sững đứng thẳng một mình, đọc lên uốn lưỡi là chữ gì các em? Sừng sững đứng thẳng một mình, đọc lên uốn lưỡi là chữ gì các em? Chữ L ạ. Đúng rồi, đó là chữ L. Các em giỏi quá. Câu đố 5, ba anh cùng giống cái mình, tròn xoe như trái trứng gà nhà ai? Một anh đội mũ thật hay, anh kia làm biếng cô thổi thêm dâu. Đố em ba anh là ba chữ gì? Ba anh cùng giống cái mình, tròn xoe như trái trứng gà nhà ai? Một anh đội mũ thật hay, anh kia làm biếng cô thổi thêm dâu. Đố em ba anh là ba chữ gì? Chữ O, chữ O và chữ O ạ. Tuyệt vời, quá chính xác. O tròn như quả trứng gà, O thời đội mũ, ờ thời thêm dâu. Câu 6, củ gì đo đỏ, con thỏ thích ăn? Củ gì đo đỏ, con thỏ thích ăn? Là củ cà rốt ạ. Đúng rồi, thỏ rất thích ăn củ cà rốt. Câu 7, con gì mải miết rong chơi, tiếng kêu ra giả gọi mời hè sang? Con gì mải miết rong chơi, tiếng kêu ra giả gọi mời hè sang? Con ve ạ. Đúng rồi, mỗi mùa hè về các em sẽ nghe ve kêu ra giả. Câu 8, con gì mà không cánh, lại sống được hai nơi, ngày đội nhà đi chơi, tối úp nhà nằm ngủ? Con gì mà không cánh, lại sống được hai nơi, ngày đội nhà đi chơi, tối úp nhà nằm ngủ? Con rùa. Đúng rồi, con rùa có cái mai tựa như cái nhà của rùa vậy. Các em giỏi lắm. Bài của chúng ta đến đây hết rồi. Hẹn các em ở bài tiếp theo nhé. Chúc các em luôn mạnh khỏe, chăm ngoan và học giỏi nhé. Hãy like và đăng ký kênh để học nhiều bài học thú vị nhé các em.